Hermes Dinro, yo Hermes Dinro. Wait. Vô cứu bà nào nè Trung ơi. Cho tôi một cái tên đi Trung. À như thế. À vô là bà này nhiều người rap quá vậy. Chưa dễ lẽ vậy Trung. Sao đâu ra sẵn acapella luôn đỉnh vậy Trung. Đỉnh đâu? Không có đỉnh. Không tự làm sao gì hả? Bố đê, chờ thì không biết tiếc. Rồi giờ sao? Bố đê, tụi trẻ làm phải liên. Bố đê, làm chuyện gì bình tâm. Bố đê, không tự làm sao gì. Cô bé vô đó nha. Bố đê, làm chuyện gì bình tâm. Bố đê, không tự làm sao gì. Bố đê, chờ thì không biết tiếc. Sao nó xong con mẹ nó rồi đúng? Quá đã héo đúng? Đúng. Yeah. À. À. Yo. Làm việc với tụi tao cũng có cái niềm nghe off đầy. Nhưng khi mà luôn sống hết mình nên khi vô tình khi góp đầy. Tôi không mang lên đây nắng như hôm nay mình muốn được bốc cháy. Nạn nhân tiếp theo 2G13 9 năm mà man. Oh man, 9 tuổi rồi. Let's go. Không cần đâu bàn tay, không nhìn lên trên máy, xem thời gian được xoay và tự thay sớm mai. Cho tôi một cái trống đi Trung ơi. Kick. Vô. À. À. Một cái kick phụ. Kick phụ nè, cho cái đuôi nó thở. Dứt điểm hợp lý. À ok. À, đã hiểu nha, đã hiểu. À, dập dìu rồi nha. Ok. À, triệu hồi chú ba rồi. Không nhìn lên trên máy, xem tình gian được xây và tự thay sớm mai. Đây con bé vô vô rồi nha. Không nhìn lên trên máy, xem tình gian được xây và tự thay sớm mai. Đưa người ta mới đóng, xem người ta cái hậu quả. Ta không phải có những người trên mưa trên nắng tàn. Chỉ hát bày ra buông quán, nhóc đã quên đi xã hội ngày qua lung thang. Đời xưng nó ta là những mảnh đất thiệt thòi. Mẹ ơi tháng trước, ba mất việc. Đây, đây là một cái chiêu cuối nè, nó dứt điểm nè. À. Tôi lúc biết là cục sườn nó rất là ngon qua, nhưng mà men cơm tấm mà quan trọng nhất vẫn là nước mắm stew. Đúng á, cục sơn, cục sơn đúng mẹ. Nó có dở cả mấy mà có cái nước mắm vô nó cũng vẫn ngon. Bởi vậy thỉnh thầy nào tiếp theo đây. Oh, không ai khác chính là nữ hoàng Subby. Let's go. Nữ hoàng Subby hả? Subby, Nation Boy, Southside Rider, 2010. Đơn giản là nhìn thấy mình thôi. Đây, anh tốc độ.
Expecting on the mic from the Nam Kỳ, represent the Southside. Rồi giờ sau đây tỏ sáng sáng đẹp nhất đêm nay. Chọn cái gì trước? Ok. Giờ melody hay là rhythm? Cho chung chọn nè. Chạy xe đặc biệt cẩn thận. Trời xe nhanh đấy chứ, sợ thì chúng tôi cũng cẩn thận. Con phố này là cái con phố định mệnh. Gì vậy? Tôi không biết ông có đứng ở đó hay không, nhưng mà tôi nghĩ là có thể có nha. Liều vậy? Chưa biết có hay không, nghĩ liền thôi. Rất liều. Có thể thôi nha, tôi không biết là được, không biết có hay không. Tôi chỉ biết có thể. Chờ luôn. Tôi phá lệ tuần này đụng mà tuần này tôi ăn hai lần bình tẩm. Mở bữa nay thứ mấy? Hôm nay là thứ tư. Mới 3 ngày vậy quá. Mới 3 ngày. Mày ăn 2 lần cơm tấm rồi mày phá lệ gì nữa. Mình ăn liên tục á. Mẹ. Thế là mày ăn không ngừng, mày hiểu không? Thôi, mày quen quen. Quen quá. Thôi chiều rồi, khá chiều rồi. Khi màu nắng bắt đầu lắng xuống, có nhiều hơn những cơn gió chiều, chắc mặt trời phía đỉnh đầu đã có nghe lời thành công. Yeah. À. Trống lên này. Mời anh Lưu Xì lên yên cái nè. Đi quan rước anh Lưu Xì cái nè. Nó là như vậy, không cần một lý do gì hết đó. Tới khúc đó nó phải là như vậy thì nó sẽ là như vậy. Ok. Trung. Trung. Nhìn dưới sàn, lụm dưới sàn đi Trung. Những mảnh vỡ của hy vọng đang nằm dưới sàn cái trúng. Xui. Đại diện đường phố là mũi tên, là viên đạn mà nhiều thằng thường cố muốn bắt lấy chôn vùi, nhưng biết rõ không thể. Mấy thằng con hoang đừng mong đụng đến long thể anh em tao. Rất đơn giản và hiệu quả, sinh ra dành cho nhau đúng không? Ra chết mấy thằng nhỏ hoảng sợ tìm được cung xanh lắc tao quăng mắt nếu được hồng mà chung con mắt tụi ta cứ cười vì cái cung tao chát tụi mày rồng rắn lên mây là dây cung tao chát nghe nó. Ok, tên ảnh tiếp theo. Anh em tao vẫn hút feel và chiêu nghe ngoài đường loáng thoáng nhạc tình yêu vô tiêu. Anh em tao cười và nói đây là real, còn ai nhìn vào đây và nói đây là bây giờ mình nghĩ một cái là tôi không biết nói gì luôn á. Kỳ vậy? Ủa là sao? Có nghĩ không? Đó, chắc bên kia kia kia. What the fuck? Đó, không. Nó qua đỉnh. Nó là lòng thể thì không gì là lòng thể. Bars. Hên quá. Sao ăn không quên quên quay rồi ăn cái gì? Shit. Let's go. Tình cả tương lai kéo dài trời xa bán đạn buôn bán gian hồ liệu mạng. Tình cả tương lai